không nhiều những rất nhiều những đội bóng nam, tuy nhiên nữ thì chúng ta chỉ có hai cặp đấu mà thôi. Một tình huống lên bóng và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ nữ cái bậc. Cầu thủ ghi bàn đó là chiếc áo số 14. Hay chuyện gì đã xảy ra cho hệ thống phòng ngự của các cầu thủ nữ chưa thịnh? Đó là một pha solo, tình huống solo và xâm nhập vòng cấm. Và dứt điểm của cầu thủ Martial số 14 đến phía cát mộc. Nếu như không muốn nói là nắng nóng, lúc này các cầu thủ nữ sẽ phải trải qua điều kiện khắc nghiệt. Đó là một cú đá đặt lòng tuyệt vời. Tỷ số đang lên là 2-0 dành cho cầu thủ nữ cát mộc. Người ghi bàn đó là Thanh Duyên. Cầu thủ Martial số 9 đặt lòng như một cầu thủ chuyên nghiệp. Pha chuyển gai vừa rồi, tình huống đá biên lên hỏng của các thủ nữ Trường Thịnh. Bóng đã đập mặt sân và khiến cho thủ thành của nữ Trường Thịnh bị bất ngờ. Cát mộc. Vừa rồi đó là tình huống đi bóng của Linh Huỳnh. Bây giờ là cơ hội dành cho Trường Thịnh. Nguy hiểm, đây rồi. Tỷ số đang sụt ngắn còn 1-2. Người ghi bàn đó là cầu thủ Martial số 47 thì với một cú đá bổi. Trước đó cũng có cả tình huống dành cho nữ số 78 Dung. Hai cầu thủ đã áp sát rất tốt trong tình huống vừa rồi để rút ngắn khoảng cách còn 1-2. Biết đâu đó ở trong những khoảng thời gian. Lượt con cú dứt điểm. Bóng ra ngoài. Quá đáng tiếc. Xin chút nữa thì đó là một tình huống để có thể đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Tuy nhiên thì thời gian không qua đủ, trọng tài đã thổi còi để khép lại hiệp đấu, trận đấu của nữ Trường Thịnh và nữ Cát Mộc. Xin chúc mừng nữ Cát Mộc đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Trước khi rời được live, chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng lộn xộn ở trong cuối hiệp ở đấu thứ hai mà giúp cho các thủ nữ Cát Mộc có thể giành chiến thắng một cách kinh tính. Cảm ơn các thủ nữ đã cống hiến và cảm ơn quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 10 phút với những cặp đấu nam. Chúng tôi sẽ trở lại sau đây với đường live mới.